Đẩy vào đấy thùng rách. Có dây co không? Không, không. Không có thì anh cho cái bìa vào này. Cho một tấm bìa vào. Đây. Đấy, cho vào cái chỗ kia là đặt được mà. Sáu kg. Được, chắc không không rơi được đâu. Cái này đặt lên trên. Đây lên. Gạo còn đủ ăn khoảng bao mấy ngày nữa? Ở trên nhà. Vâng. Một tí. Một tí. Họ mua đi. Cứ mà dễ mua một yến. Mua một yến thế? Ừ. Thế sao không phải là mua một bao? Sao không mua một bao như này mà ăn? Không bảo là thế mình cũng lấy cái tiền kia bùa cho họ hết à, trả nợ hết hả? Trả nợ mình không có đồng nào à, thế là số tiền em đưa là trả nợ hết rồi à, chưa đủ. Chắc chắn là chưa đủ rồi, nghe số tiền lớn thế sao mà đủ được. Thôi trở về đi nhé, em đi sau. Cẩn thận nhé, đừng làm trứng rơi nhé. Vâng. Trứng rơi thì vỡ đấy. Anh em mình đi bộ một đoạn chắc là cũng đến rồi. Hôm nay thì cho mình lại đến có một chút tin vui. Thật ra thì cũng là thay mặt các nhà hảo tâm thôi. Đó. Trời trên này mùa đông rồi, do nên là những cái khổ của bà con rồi là những cái mà nó hiu hắt nó lại càng tô đậm thêm nữa. Hôm nay thì mọi người cũng thấy anh Sử có nở một cái nụ cười rất là nhẹ nhàng với anh em mình rồi. Thật sự là chuyện ly biệt thì không ai là mong muốn cả. Tuy nhiên thì cuộc đời ai cũng rồi sẽ phải trải qua thôi. Quan trọng là những lúc mà cơ sự như thế này, con người vẫn dành cho nhau một góc nào đó để quan tâm nhau, đấy mới là cái đáng quý. Đấy cũng chính là lý do mà hôm nay cháu Hiệp sẽ đến nhà của anh Sử. Thật ra thì một buổi chiều cuối ngày thì tranh thủ thôi, cũng không hẳn là dành cả buổi để đến thăm anh và các con. Mọi người có thể thấy là cháu Hiệp trao cho anh ấy là 7,5 triệu. Thì anh ấy cũng đi bù vào để trả nợ cho người ta hết rồi. Còn không dám mua nhiều gạo để cho các con ăn. Mà chỉ dám mua một chút thôi. Để một yến, chính xác là một yến. Đó. Thì mọi người cùng chờ xem nhé. Xem là hôm nay cháu Hiệp đến thì sẽ có bao nhiêu tiền và những món quà của ai để trao tới anh Sử và bốn con. Hiện tại thì đúng là gà trống nuôi con, một mình nuôi bốn đứa con, hai trai hai gái. Đó. Cháu Hiệp xin chào quý khán giả quay trở lại video tiếp theo nhé. Chuẩn bị mùa đông, tức nghĩa là đầu đông rồi. Những cái rét nó sẽ bắt đầu rồi. Nên là rất mong các bác sẽ đồng hành cùng Tàu Dương Mạch nói riêng Và các kênh YouTube ở trên vùng cao này. Hôm nay thì cháu Hiệp vô tình đọc được một cái bình luận của cô Mùi Ke ở trên kênh. Kênh nào thì cháu Hiệp không tiện nói nhé, nhưng mà chia sẻ với mọi người là quý khán giả theo dõi cháu Hiệp từ trước đến giờ, từ trước khi làm YouTube đến bây giờ, thì mọi người có thấy là cháu Hiệp là một người kiệt sỉ và khinh thường người hay không? Đó, mọi người cùng trả lời câu hỏi đấy nhé. Tại vì là cháu Hiệp cũng không muốn là
lên tiếng hay là muốn đính chính điều gì cả, nhưng mà thật sự là làm người của công chúng ấy thì bản thân luôn luôn là nhắc nhở đó là mình phải làm sao để hoàn thiện mình hơn nữa từng ngày từng ngày đó. Thế nên là khi mà đọc được bình luận của cô Mùi Ke nói là thằng Hiệp keo kiệt, rồi là thằng Hiệp khinh người, có hai cái vế này, cháu Hiệp xin phép là nhắc tên cô Mùi Ke luôn, bởi vì là cô đã nói như vậy thì cháu cũng không có nghĩa lý gì để cháu giữ cái hình ảnh hay là tên của cô nữa. Thì ngày trước cô Mùi Ke cũng là một fan của cháu Hiệp, một fan cứng luôn ấy. Nhưng mà có thể là vì một cái lý do gì đấy mà cô Mùi Ke, cô thậm chí cô ấy mua hàng nhà cháu Hiệp rồi nhé, nhưng mà cô bảo cháu Hiệp khinh người và keo kiệt, thì cháu Hiệp không biết là cái lý do này xuất phát từ đâu. Đấy, nên là mọi người mà biết cô Mùi Ke thì có thể nhắn tới cô Mùi Ke giúp cháu Hiệp là liên lạc để làm rõ cái vấn đề là keo kiệt với cả khinh người. Thật sự cháu Hiệp đi đến và giúp rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Đương nhiên là cũng chia sẻ thật là bản thân mình cũng chưa giàu có về mặt tiền bạc cũng như là vật chất. Nhưng mà có những hoàn cảnh, phải nói đến bây giờ là có khoảng 100 hoàn cảnh, 100 câu chuyện mà anh em mình chia sẻ, 3.000 video rồi. Thì với những hoàn cảnh đó thì không biết là đã có bao nhiêu là số tiền của các nhà hảo tâm, tấm lòng thơm thảo được gửi đến và giúp đỡ. Và đương nhiên bản thân cháu Hiệp cũng rất là cảm ơn những cái sự tin tưởng và ủng hộ của quý khán giả đối với gian hàng nhà cháu Hiệp. Do vậy là cháu Hiệp cũng có những cái nguồn kinh phí nho nhỏ. Thì đối với những hoàn cảnh mà khi anh em mình chưa trực tiếp xin được tiền, kêu gọi được tiền ấy, thì bản thân cháu Hiệp cũng trích ra 100-200 hay là số tiền to hơn nữa đó, thì anh em không tiện nói. Bởi vì đấy là tình cảm của bản thân, cũng như là trích từ cái doanh thu lợi nhuận bán hàng được cho bà con. Mà đôi khi mà người, ví dụ như hôm nay cháu Hiệp chia sẻ mọi người là cháu Hiệp với Trọng đi hai anh em một cái chuyến xe từ Mậu Duệ lên đây là 40 cây số, thì tiền xăng tiền dầu đây không phải là kể nhá, mà là không phải là kể lể để xin tiền hay nào, mà cháu Hiệp muốn cho cô Mùi Ke thấy là một cái video của cháu Hiệp quay lên có thể chỉ được 10.000 view, thì 10.000 lượt xem ấy thì tính ra nó cũng chỉ đủ đổ một bình xăng xe máy thôi. Đấy, thế thì còn tiền ăn này, tiền rất nhiều tiền phát sinh. Đấy, giả tiền cho Trọng này. Đó. Thế nên là mà cháu Hiệp vẫn dám trích ra 100-200 để giúp đỡ người khác trong một cái chuyến đi, ví dụ một ngày chẳng hạn. Một ngày cháu Hiệp không biết là cháu Hiệp bán được bao nhiêu hàng, hay là chia sẻ video thì được bao nhiêu view để các nhà quảng cáo người ta giả tiền cho mình. Đấy, mà cháu Hiệp vẫn sẵn sàng để chia sẻ điều đó. Đây là cháu Hiệp tâm sự với mọi người thôi nhá. Còn những khán giả mà chia sẻ những cái cảm nhận của mình trực tiếp như cô Mùi Ke thì cháu Hiệp gặp rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay cháu Hiệp mới nhắc tên thôi. Đó, nhắc tên ở đây không phải là để thù hằn cô hay ghét cô, mà là cũng muốn rằng cô sẽ có những cái cách nhìn nó hay hơn về những người làm thiện nguyện. Cháu Hiệp chia sẻ thật mọi người, bây giờ cháu Hiệp đang đứng ở nhà của anh Sử đây. Đấy, chị vừa mới mất cách đây một tuần. Anh em mình là những người xây dựng, làm những cái sản xuất và chia sẻ những cái video, những cái nội dung liên quan đến thiện nguyện, liên quan đến những cái công việc nhân văn. Nếu như mà quý khán giả không thấy vui, không thấy phù hợp với cái việc xem của mình, thì có thể chuyển sang những cái kênh mà làm giải trí, làm ẩm thực hay làm bất cứ những cái nội dung nhảm nhí nào khác. Đấy, thế nên là nếu như mình xem những cái nội dung giải trí, những cái nội dung vớ vẩn mà mọi người lại không có tô xích, không có nói xấu hay là không có những cái lời hay ý đẹp với người ta, thì nên xem những cái video nhân văn. Mà nếu mà xem video nhân văn không nói được những cái lời hay ý đẹp, thì tốt nhất là cháu Hiệp nghĩ rằng là nên
nên nên nên nên lướt TikTok đấy. Thôi chia sẻ như vậy thôi nhé, còn khinh người thì chắc chắn là không rồi. Cháu Hiệp đến với ai cũng vậy, đến với người giàu, đến với người nghèo hay bất cứ hoàn cảnh nào đều giúp đỡ như nhau, đều thương yêu và dành tình cảm như nhau. Đó, nhiều người nhìn nhà anh Sử to như thế này, vừa mới xây xong gạch đỏ đổ cột chắc chắn đàng hoàng, thì mọi người nghĩ là anh Sử giàu có, rồi là nhiều hoàn cảnh cho Hiệp đi nữa. Mọi người cứ nghĩ là người ta có điều kiện. Đấy, hoặc là có thể cô Mùi Ke thấy là cháu Hiệp khinh thường người Mông, khinh thường người Giấy, khinh thường người Tày, khinh thường người Dao. Nhưng mà đấy là góc nhìn của cô thôi. Còn nếu mà cháu Hiệp đã khinh thường hay là đã kiệt sỉ ấy, thì chắc chắn sẽ rất khó để mà phát tâm, để mà giúp người ta bằng thực lực, bằng cái tâm của mình. Đó, thì đây ba đứa con ở đây hết rồi đúng không? Mỗi đứa con gái lớn là đi học ở Ngàm Sọc hả? Đúng rồi. Bạn này là bạn cháu à? Bạn cháu, đó. Thế thì trước mắt là chia sẻ với anh một chút nhé. Hôm nay thì em mua cái chỗ này là 580.000 nhé. Bao gạo to, cái thùng cá này đại loại là 1 triệu của cô An McDonald cô gửi là cho Hiệp mua cái thùng cá nục này này. Lúc nãy chị Thanh Mai chị ấy tính cháu Hiệp lại không ghi, nhưng mà cháu Hiệp chỉ chụp cái bill chuyển tiền này thôi. Bill chuyển tiền là 2,7 triệu đây. Rồi, đã chuyển tiền thành công 2,7 triệu lúc 14:14 đó. Tức nghĩa là trong đó thì 1,7 triệu là trong nữa cháu Hiệp sẽ trao, và 1 triệu là mua cái này. Đó, đấy là chính xác là như vậy nhé. Thì trong này là 2 khay trứng. Thì đúng ra 2 khay trứng cộng cái này nó dư là nó lên 1,020,000. Nhưng mà chị ấy bảo là chị lấy tròn 1 triệu cho nó dễ tính. Tức nghĩa là 2 khay trứng này sẽ được giảm 20.000 nhé. Hôm nọ em đọc tên của cô An McDonald, cô anh còn nhớ không? Nhớ ạ. Trước cô gửi cho mình bao nhiêu? Đúng rồi, hơn 5 triệu. Chính xác là 5 triệu và ngã nhá, đừng có mà đu nhá. Hôm nọ thì cô An McDonald cô gửi cho mình là 5,3 triệu. Đúng ra là 5,4 triệu bao nhiêu đấy, nhưng mà cô cũng bảo là cái số lẻ thì con cầm lấy để đổ xăng, nên là em trao 5,3 triệu. 5,4 triệu bao nhiêu đấy thì cô bảo là cái số lẻ là cho cháu Hiệp đổ xăng. Sợ lên. Đó. Nào các con mang vào nhà đi, các con mang cái này vào nhà. Ăn mà lớn. Thêm bằng lớn chạy. Con dài lớn đúng không? Học lớp 4, lớp 5. Lớp 5 rồi. Anh mang cái này vào nhà đi. Cái này là quà của cô An McDonald nhé. Đấy, cô tiếp tục lại hỗ trợ gia đình mình 1 triệu nữa. Cấp đây. Đó. Đây, đây là cá nục nhá. Cá mắm đấy. Đang đốt cái gì mà mùi thế? Đốt giấy à? Đốt cái giấy kia. À. Xem nào, nhà bây giờ còn cái gì ăn? Ở đâu? Gạo ở đâu? Em chưa thấy. Gạo đây. Còn từng này thì ăn được mấy bữa? Tí nữa. Cả một cái nhà như thế, thích. Nhà trên giờ còn ở không? Nhà trên có. Nhà trên thì có cái gì? Nhà trên ngô. Có ngô? Nhiều không? Nhiều. Là đợt họ hộ làm đám ma đấy hả? Ờ. À, là chuyển lên đấy, đây chưa có gác. Nhà này không có một cái gì, còn từng 2 cái túm gạo này, để chia sẻ thật mọi người nhé. Chỗ này tầm 2 cân, chỗ này tầm 2 cân, khoảng 4-5 cân nữa. Thế hết chỗ này thì anh sẽ lấy cái gì cho các con ăn? Chè kia, nhà chè có một tí ngô. Là sẽ chuyển sang ăn ngô. Đấy. Thế còn mắm muối mì chính còn không? Để xem nào. Mì chính hay hoa ngọ mua vẫn còn. Chắc có muối thôi á. Mì chính đây ạ. Mắm mua còn một tí này. Còn gói đây. Famimoto, thật ra cái này là mì chính fake của Vĩnh Phúc ấy chứ, của đây này.
Ở đây của Việt Trì Phú Thọ đây này. Sao lại đấy. Có chỗ chả cái này là hàng fake thôi, hàng trôi nổi thôi, chứ có phải hàng chuẩn đâu. Muối mắm mì chính đâu, muối. Thế chỉ có ăn muối, cái gói muối đấy là 3.000. Đây bán 6.000 ạ. À 6.000 à? Thì đi qua nhiều cửa hàng tạp hóa nó thế. Đây. Mọi người cứ nghĩ là anh nhà anh Sử là có đây, muối này thì nói thật không phải nhé. Bình thường các nhà khác người ta chỉ lấy về để cho cho bò ăn thôi đúng không? Đúng ạ. Chứ mình không có điều kiện thì mình phải ăn cái muối rẻ này. Ừ. Nói không phải là so sánh đâu, thực tế rất nhiều gia đình nếu mà người ta có điều kiện là người ta sẽ lấy cái này về cho bò. Còn không có thì bắt buộc phải ăn thôi. Thế không có cái gì khác à? Không. Thế bữa trưa nay cả nhà ăn cái gì? Trưa nay vẫn có một tí thịt bò đây. Thịt bò này là từ bao giờ rồi? À, hôm qua thôi. Mới mua hả? Không, cái cũ kia cho vào tủ lạnh. À, cái cũ mà làm đam ma của vợ đấy hả? Đấy. À. Thế rau có nhà có rau ăn không? Rau không. Không có. Ôi giời, mèn mén này từ bao giờ đây? Mèn mén này bỏ. À, bỏ đi thì bỏ đi thì đổ cho gà, không rửa cái chõ đi thôi. Tí cho bà Trang lấy đi. Cho lợn hả? Cho lợn. Ừ. Không có gì cả, có ớt với cả có mấy cái quả này thôi. Cà chua các thứ. Cuộc sống hết sức đơn giản của năm bố con. Đấy. Năm bố con thì là như vậy thôi. Rất may là hôm nay thì qua đây thì cháu Hiệp gửi lời cảm ơn tới cô Ann McDonald. Cô sau khi xem được video thì cô lại tiếp tục trợ duyên tới gia đình anh Sử. Đó là một bao gạo to đây. Gạo đặc sản Bắc Hương. Đấy. Một thùng cá nục. Cái này là cá khô nhá, anh Sử nhá. Vâng ạ. Cá khô thì cá mắm mình biết rồi đúng không? Ở chợ thì có mà. Mua nhà Thanh Mai đấy. Anh chỉ cần không cần rửa đâu, cá này theo như kinh nghiệm của các cô các chú ở gần biển họ nói là không cần rửa. Chỉ cần xé ra hoặc là rán cả con được. Nếu mình rán cả con thì mình đỡ phải xem nhiều, còn xé ra thì rán nó nhanh hơn, nó đượm dầu mỡ thì nó ngon hơn. Còn đây là trứng. Thì anh ăn trước đi, ăn trứng trước đi. Ba đứa này đi học thì được ăn cơm ở nhà trường không? Ba đứa này thứ ba, thứ năm, đứa con gái vẫn được ạ. Ăn ở đây ngay đây đúng không? À, con gái ở bên kia. À, trong kia còn có trường nữa à? Có ạ, có một cái. À. Hai cái. Thế thằng con trai đi học có được ăn không? Con trai đi học nạt sò vẫn có ạ, nhưng mà đã ố. Nếu mà được thì thôi, không thì bảo là mỗi một sáng đi thì rán trứng cho con mang theo cơm ấy để con ăn nhé. Vâng ạ. Trứng nó nhanh hỏng thì mình ăn trước. Vâng. Còn cá khô anh có thể để trên gác bếp để nó khô dần, nó sẽ không hỏng. Vâng. Mình ăn sau cũng được. Vâng. Hoặc là mình ăn xen lẫn nhé. Vâng ạ. Đấy. Thế thì nhà không có bàn ghế ngồi à? Không có. Nhà không. Thế ngồi đâu để uống nước đây? Em đến thì có mời em uống nước không hay là em đi về đây? Mời anh uống nước. Đâu chưa lấy cái gì để rót nước đây, ngồi ở đâu bây giờ, ngồi ở đâu, bàn uống nước đây à? Bàn này không có đây thôi à? Đây thôi. Ôi rồi ôi. Đấy, anh em mình thì không có ý định là kêu gọi hay là xin tiền, cái đấy nó phụ thuộc vào tấm lòng của tất cả. Đi đâu? Đi lấy cái xeo nút đây. Ở đâu? Đây ạ. Ngay chỗ à, cửa chỗ nhà trường à? Ờ. À, trời ơi. Chắc là cô giáo mượn hay như nào. Quay trở lại câu chuyện, đó là anh em mình thì không muốn là kêu gọi hay là xin tiền đâu, mà là anh bản thân anh Sử rất là trông chờ anh em mình đến để chia sẻ câu chuyện gia đình. Thứ hai là quay lên ấy, có bác nào bác ấy gửi hay là có ai gửi tiền ấy, thì anh em mình vui vẻ nhận đến để trao cho gia đình thôi. Bởi vì là thứ nhất là nhận tiền thì mình cũng chả được đồng nào. Nhưng mà mình từ chối, tức nghĩa là gia đình khó khăn họ sẽ mất đi cái cơ hội được giúp đỡ. Cho nên là những cái video của anh em mình lên như thế này quay ngắn thôi và cũng chả có một cái nội dung nào cả. Nhưng là gia đình đã được giúp một cái điều gì rồi. Thì hôm nay cháu Hiệp lại tiếp tục trao 1.700.000 đồng của cô Trần Mai và bạn bè của cô gửi cho cháu Hiệp. Đó là 1.700.000 mọi người nhé.
200 này, 400 này, 500 này, 700 này, 900 này, 1 triệu 4 này, 1 triệu 6 này, 1 triệu 7 này. Đó, số tiền này là của cô Trần Mai và bạn bè của cô gửi tới gia đình anh Sử sau khi biết được tin gia đình anh Sử vợ vừa mất. Và cô An McDonald, cô gửi 5 triệu 3 đã trao rồi. Sau khi xem được video đám ma thì cô lại rất là thương vì gia đình không có gì ăn, nên là lại phát tâm 1 triệu nữa. Những cái bếp rồi những cái bình ga này thì mọi người tưởng là của gia đình, không phải đâu nhé. Mà là đám ma anh ấy đi thuê về để nấu nướng cho nhanh. Và bây giờ chưa đi giả, bởi vì sao, là đến ngày thứ 13 là gia đình anh sẽ làm ma khô cho chị. Cái này của mình hay của ai? Cái này cái này của mẹ, cũng phải của mình mà. Tại sao lại để trên đấy? Không, nó lấy đi được luôn. Ủa, à, nhà trường mượn đi luôn à? Sáng nay cậu cho mấy cái của nó đỏ ăn. À, thôi cho con ăn đi, giời ơi. Tiếc cái gì, con mình ăn chứ có phải là cho ai đâu mà. Vẫn còn của cậu, cậu mua về cho. Đấy. Quên mất, chú đến chú cũng không mua cái gì. Cứ chỉ thẳng việc mà đi thôi. Có lẽ vì thế mà mọi người, một số khán giả như cô Mùi Ke bảo cháu Hiệp kiệt sỉ thì cũng đúng thôi. Bởi vì là nhiều lúc mình cứ đi vô tư thế thôi, cũng không nghĩ là các con ở nhà ấy, chỉ biết là anh Sử ở nhà thì lên trao quà là xong thôi, chứ còn cũng không tinh tế đến nỗi là nghĩ được đến cái đoạn đấy. Nên là cô Mùi Ke cô nói đúng thôi, chắc là cô nói ý vậy thôi. Đó. Nhưng mà ở đây gần không thì nữa chú đưa cho 50 thì mấy đứa xuống nhà vả xính thì mua thì có mà tẹt ga, có mà ăn nhòe mồm. Ở đây thì các cháu ngay gần nhà của vả xính, bên trên nhà xây một xíu thôi, nên các bác biết là nó có cửa hàng tạp hóa rồi, chốc sẽ đưa các bạn đi mua. Bây giờ mới đun à? Ok. Người Mông thì không có thói quen là mời khách uống nước đâu nhỉ? Mời rượu với cả hút thuốc thôi đúng không? Đúng rồi. Trẻ con như thế này là dây điện là cẩn thận đấy nhá. Vâng. Loằng ngoằng là hỏng người đấy. Rồi ngồi đây để em trao tiền xong rồi em còn đi về nè. Tình hình là mấy hôm nay là con có ngủ được không? Con có khóc nhiều không hay như thế nào? Vẫn khóc ạ. Vẫn khóc. Đêm đến vẫn đòi hả? Ừ. Vẫn chắc chắn là vẫn rất là nhớ mẹ đúng không? Đúng. Đấy. Thôi thời gian nó sẽ mà sắp đến làm ma khô rồi đúng không? Đúng ạ. Năm ngày là 6 ngày hay sao? Làm ma khô thì có tốn kém không? Có phải mổ lợn mổ bò gì không? Một con lợn thôi. Phong tục của nó đúng không? Phải cúng đúng không? Ừ. Thôi thì mình khó khăn bây giờ mình không có tiền thì mình làm ít thôi nhé. Ít thôi. Tắt tóm tắt đi. Đó. Chứ mình thủ tục vẫn đủ là được, còn những cái giết mổ thì mình hạn chế thôi. Bởi vì mình còn có nữa đâu, bây giờ cứ nợ thì mấy nữa là đôi vai của anh còn gãy luôn, còng luôn đấy chứ. Nhá. Đó. Thế thì đây là số tiền 1 triệu 7 nhé, là của cô Trần Mai và bạn bè của cô gửi. Đây 500 này, 7 này, 9 này, đó, 10 này, 12, 17 nhé. Là toàn bộ số tiền của cô Trần Mai và bạn bè của cô ấy gửi cho mấy bố con anh nhé. Cảm ơn ạ. Đó. Đây bây giờ anh nhìn vào camera để anh gửi lời cảm ơn tới cô An McDonald này, cô Trần Mai này, và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình tiền trong suốt thời gian vừa qua. Rất cảm ơn. Thế thôi à? Nói dài một tí đi, nói tiếng Mông mình nói dài được mà, rất cảm ơn thôi à? Cháu hề, em hề nó, anh tên gì? Rồi, Trọng. Trọng à? Bọn em chỉ là hỗ trợ cầm lên thôi, chứ cũng không có tiền hay và là công gì đấy đâu. Anh gửi lời cảm ơn tới cô Trần Mai đã giúp đỡ mấy bố con anh. Cả ân Trần Mai ạ. Cô Trần Mai ạ. Cô An McDonald nữa. À, nó giúp đến mấy bố con của em ạ. Nhưng mà mình không biết nói mấy. Không biết nói mấy. Thế nói tiếng Mông xem nào. Thử nói tiếng Mông cảm ơn thì nói thế nào. Xót xanh à. Xót xanh xưa.
Sơ xanh hay cải ạ. Rồi. Thế thôi á. Thế đâu phải biết cảm ơn sơ xanh sơ đào pu a chỉ pu a chỉ pu tu chi tu pe tu mi nhùa này các kiểu kiểu chứ rồi có sơ xanh thôi. Trời ơi. Sơ xanh. Sơ xanh sơ đào cho cái tiền. Không như thế à. Họ tao mua nhiệt chỉ ba cho bé mà cái khánh là cho rõ nhiệt là ha. Tao họ mua chỉ họ họ sơ chào họ còn chỉ ở và cài còn dèo. Thế à, tôi bố cho bé giờ tôi cho rõ nhiệt đó. Đấy, ít ra cũng phải nói dài thế đúng không? Một câu cảm ơn đầy đủ là phải có người cần cảm ơn, người được cảm ơn. Như thế này, cho bé giờ tôi cho rõ nhiệt sao? Cứ hiện nay cứ chọn từ tăng gà chân chi he cài ở con chèo này hết thâu từ từ chèo so xanh xuất là cho cái tiếp không nhớ thế sao đấy chắc chắn là anh em người Mông nào cảm ơn cũng sẽ có những cái câu rất giống nhau bởi vì là một cái lời cảm ơn dù dịch được ra ở nghĩa nào đi chăng nữa vẫn sẽ là biết cái sự biết ơn đối với những ai đã giúp đỡ. Anh cũng vừa nói những lời cảm ơn tới các bác anh em mình đã mang gạo, mang trứng, mang cá đến giúp gia đình. Như vậy là xong rồi. Thì cứ có ai gửi quà thì anh em sẽ trở lên. Và hôm chuyến sau nếu như mà em lên em sẽ trở cho gia đình một bao quần áo. Các bác gửi ấy, để gia đình mình tự lựa nhé. Cái nào vừa thì lấy. Xa xanh. Vâng. Xa xanh nhé. Cho nhất lên nhau dây là cho cái tì. Cho nhất lên nhau dây thì cho can. Xoan nhau này phùa tiền. Tức mà phú chia thì cho bê sức tức cho toàn nhé. Rồi. Anh em mình chia sẻ một chút là anh nói được câu cảm ơn hai ngay được. Đây là em cậu đây à? Vâng. Thời gian này em cậu đang đến ở cùng hả? Vâng. Có quà gì cho anh không hả em ơi? Không có gì đâu. Không có. Đi đâu về đây? À. Không bây giờ lại xuống với các cháu à? Ok như vậy thôi, thế thì bây giờ anh em mình cũng xin phép dừng cái video này thôi. Mong rằng là quý khán giả có yêu thương anh em mình thì chia sẻ và đăng ký ủng hộ cũng như là comment những cái lời động viên để anh em mình tiếp tục thay mặt các nhà hảo tâm trao yêu thương tới nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Đây là hoàn cảnh gà trống nuôi con. Bây giờ thực tế là như vậy rồi. Thì bản thân cháu Hiệp cũng không có cái gì để giúp gia đình cả, chỉ biết là làm cầu nối giúp đỡ anh Sử cũng như là các cháu thôi. Cảm ơn các nhà hảo tâm một lần nữa đã kịp thời đồng hành với kênh để giúp đỡ các hoàn cảnh. Mọi người mà quan tâm tới các mặt hàng nhà cháu Hiệp đang bán thì cứ điện theo số 08 161 45678 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.